Loài chim sống khắp nơi trên hành tinh của chúng ta, từ vùng núi cao đến các địa cực giá lạnh, từ vùng đồng bằng đến các rừng sâu, từ các thành thị đông đúc cho đến các đại dương bao la. Trong tất cả các động vật bậc cao, chim là những động vật đẹp nhất, có tiếng hót hay nhất, được nhiều người ưa thích nhất và đồng thời cũng cần được bảo vệ nhất. Nghệ thuật ngắm chim bắt nguồn từ lâu đời, được hàng triệu người trên toàn cầu đánh giá cao. Tuy nhiên, để nhìn thấy những loài chim ngoạn mục nhất, bạn sẽ phải đi rất nhiều nơi. Trong clip này chúng tôi xin tổng hợp 10 loài chim đẹp và quý hiếm nhất. Thật không may, chúng đang gần tuyệt chủng và có nguy cơ đe dọa cao. Mời các bạn tham gia chuyến tham quan ngắm chim đỉnh cao ngay từ trước màn hình của bạn. Chim thiên đường là các loài chim thuộc họ Paradisaceae, sống ở một số khu bao gồm miền đông Indonesia, Papua New Guinea và đông bắc Australia. Các thành viên của họ thiên đường được biết đến nhiều nhất có lẽ là từ những bộ lông sặc sỡ, tuyệt đẹp của các con trống thuộc phần lớn các loài, được chúng sử dụng để hấp dẫn con mái bằng những điệu nhảy và xòe cánh, múa đuôi. Con trống có đuôi dài và đẹp, một số còn có chòm lông trên đầu hay lông cánh dài sặc sỡ. Các loài chim thiên đường là một trong những loại chim biết hót cổ xưa nhất. Được biết đến nhiều nhất là loài chim thiên đường lớn. Chúng sống trong các khu rừng nhiệt đới, bao gồm rừng mưa nhiệt đới, rừng đầm lầy và rừng rêu. Ở phần lớn các loài, thức ăn chủ yếu là trái cây, đôi khi ăn cả sâu bọ và các động vật chân khốc khác. Mở đầu cho điệu múa chim trống kêu lên mấy tiếng khàn khàn nhưng rất to, vang cả cánh rừng như để tự giới thiệu hay khêu gợi sự chú ý của chim mái đang đậu gần đâu đấy. Rồi nó bắt đầu nhảy nhót trên cành cây, đầu hơi vươn về phía trước, toàn thân lắc la lắc lư, nhẹ nhẹ từ trái sang phải. Nhịp lắc nhanh dần, rồi hai cánh nó từ từ dang rộng, rung lên. Những chiếc lông dài và mịn màu vàng tươi ở hai bên vai dương cao, ngọn lông uốn cong xuống như những cành liễu. Bỗng nhiên nó cúi rạp đầu xuống ngay trước mặt chim mái, hai cánh hơi xệ để cho các túm lông vàng nổi hẳn lên, che khuất cả lưng. Nó giữ nguyên tư thế như vậy đến mấy phút, rồi vừa kêu vừa vỗ cánh để cho đám lông vàng trên lưng rung lên một cách nhịp nhàng. Đôi khi được gọi là loài chim đen của họ chim thiên đường, sự tồn tại của loài Astrapia đuôi duy băng được phát hiện vào năm 1939. Khi các nhà nghiên cứu phát hiện ra những chiếc lông đuôi dài và mỏng bất thường của nó trên mũ của một thổ dân New Guinea. Chiều dài của lông đuôi của chúng có thể lên tới 99 cm và luôn có màu trắng ở con đực, tạo ra sự tương phản mạnh mẽ với cơ thể màu đen nhung và bộ lông phía trước màu xanh ô liu. Vì loài này bị săn bắt để lấy lông và do khai thác gỗ quy mô lớn, suy thoái rừng, nên các chuyên gia thiên nhiên coi nó là loài sắp bị đe dọa. Thank you.
một loài chim gần như đẹp đến khó tin. Những sinh vật đầy màu sắc này sống ở dãy núi Andes của Nam Mỹ. Chúng làm tổ giữa những tảng đá để che giấu vẻ ngoài khác thường, thu hút đại bàng và báo đến săn mồi. Những con chim này có một chiếc mào hình bông hoa tuyệt đẹp trên đỉnh mỏ của chúng, được sử dụng trong mùa giao phối để thu hút và gây ấn tượng với con cái. Chim trống thể hiện ngoại hình giới tính rõ rệt, con đực có mào hình đĩa lớn và bộ lông màu đỏ tươi hoặc cam rực rỡ, trong khi con cái có màu sẫm và nâu hơn đáng kể. Các cuộc tụ tập của những con đực cạnh tranh và trình diễn cho các chim mái xem những vũ điệu bao gồm các bước nhảy ngắn kèm theo là những giọng hót khá ngộ nghĩnh. Chim mái sẽ chọn cho mình những vũ công tốt nhất để giao phối. Sau khi giao phối, con cái làm tổ dưới một tảng đá nhô ra, ấp trứng và tự nuôi con non. Trong phạm vi của nó, loài này có thể tồn tại trong nhiều môi trường sống khác nhau, nhưng nó thích ứng nhiều ở các khu rừng thường xanh nhiệt đới và rừng rụng lá nhiệt đới. Nó cũng có thể được tìm thấy ở ven rừng và rừng ngập mặn, tràng cỏ, cây và bụi cây savan, đặc biệt là trong mùa mưa và các khu vực khô mở. Loài chim này sử dụng chiếc mỏ lớn, mạnh mẽ của chúng để vồ những con mồi trên mặt đất như bọ cánh cứng lớn, côn trùng và nhện, cũng như thằn lằn và rắn nhỏ. Chúng cũng ăn trái cây và bắt bướm, ong và chuồn chuồn bằng cách lao nhanh về phía con mồi. Loài chim kakapo hay vẹt cú là một trong những loài vẹt sống về đêm, kỳ lạ và hiếm nhất trên thế giới. Thank you.
Con chim này không có khả năng bay, nhưng lại là một trong những loài chim sống lâu nhất, với tuổi thọ được báo cáo lên tới 100 năm. Những con vẹt này cũng rất nặng và to, trọng lượng đạt khoảng 3,5 kg, cao gần khoảng 60 cm. Những con vẹt kakapo chỉ được tìm thấy ở New Zealand. Chúng được biết đến là loài động vật cực kỳ thông minh, rất gắn bó với những người tử tế với nó. Nó là loài vẹt duy nhất có hệ thống nhân giống đa thê. Nó cũng có thể là một trong những loài chim sống lâu nhất thế giới. Thật không may, kakapo gần như tuyệt chủng và được nhiều chuyên gia về chim coi là cực kỳ nguy cấp. Là loài chim có màu sắc gây sốc phổ biến ở miền Tây Mexico và Guatemala. Trong lịch sử, chúng rất linh thiêng đối với người Maya và Aztec. Những người tin rằng Quetzal là thần không khí và sử dụng lông đuôi màu xanh lá cây của chúng trong các nghi lễ tâm linh. Loài chim này sống trong rừng núi lạnh giá và trong mùa khô, nó đậu ở độ cao gần 3.400 mét.
Red Curassow là một loài chim trĩ lớn, cư trú trong các khu rừng nhiệt đới ở Mexico và Trung Mỹ. Loài chim này có thể đạt chiều dài đáng kinh ngạc là 90cm và có thể nặng hơn 6,8kg. Nó dành phần lớn thời gian trên ngọn cây và làm tổ ở độ cao lên tới 30m. Con chim rất nhạy cảm với sự hiện diện của con người, nó sẽ rời khỏi khu vực khi có dấu hiệu nhỏ nhất của con người. Giống như chim trĩ từ các khu rừng nhiệt đới tân nhiệt đới, phạm vi của nó kéo dài từ miền đông Mexico qua Trung Mỹ đến miền tây Colombia và tây bắc Ecuador. Chim trống màu đen, màu xoăn, mỏ vàng, con cái có 3 hình thái màu sắc, sọc, xù xì và đen. Những con chim này tạo thành các nhóm nhỏ, chủ yếu kiếm ăn trên mặt đất để lấy trái cây và động vật chân đốt, đôi khi là động vật có xương sống nhỏ, nhưng chúng đậu và làm tổ trên cây. Loài này sống một vợ một chồng, con đực thường xây một cái tổ khá nhỏ bằng lá chim mái đẻ 2 quả trứng. Loài này đang bị đe dọa do mất môi trường sống và bị săn bắt. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế đã đánh giá tình trạng bảo tồn của chúng là có nguy cơ bị đe dọa. Gà móng hoang dã hoạt xin là một loài chim nhiệt đới được tìm thấy ở các đầm lầy, rừng ven sông và rừng ngập mặn của lưu vực sông Amazon và đồng bằng Orinoco ở Nam Mỹ. Chim non có các vốt trên ngón cánh, chiều dài cơ thể khoảng 65cm, cổ dài đầu nhỏ, khuôn mặt màu xanh, đôi mắt màu đỏ. Trên đầu có những sợi lông màu vàng mọc dài ra từ 4 đến 8cm như mào, phía trên của cổ và lưng là một màu đen kèm những vệt trắng. Đôi cánh, bụng và đùi có màu hạt dẻ, cuối cùng là một màu vàng cam ở dưới cổ và phần cuối đuôi. Môi trường sống chủ yếu là trong các khu rừng ngập nước, dọc theo các con suối hoặc các đầm lầy và cả những khu rừng ngập mặn. Nơi này chúng thường đứng thành bầy đàn nhỏ với số lượng từ 10 đến 50 thành viên trên các thảm thực vật thủy sinh, chủ yếu là các loài cây thân gỗ to và chính những nơi này sẽ cung cấp nguồn thức ăn yêu thích cho chúng. Hoạt xin là loài chim ăn lá chiếm 80% khẩu phần ăn của chúng, trong khi hoa chỉ có 10% và quả là 8%, nó cũng ăn cả côn trùng và các loài động vật nhỏ khác nhưng là hoàn toàn tình cờ. Chúng thường có thói quen ăn uống mạnh vào lúc bình minh và hoàng hôn, thời gian còn lại trong ngày nó thường đứng yên trên cây để tiêu hóa thức ăn. Hoạt xin khá ồn ào, khi phát ra âm thanh toàn thân nó sẽ cử động theo, tiếng kêu không có gì đặc biệt giống như tiếng thở khò khè, khàn khàn. Các cuộc gọi thường được sử dụng để duy trì sự liên lạc giữa các cá nhân trong nhóm và để cảnh báo về những mối đe dọa. Tuy có vẻ bề ngoài khá đẹp nhưng chúng lại là một trong những loài chim bay rất kém. Hoạt xin sinh sản theo mùa và thường là vào mùa mưa. Tổ thường được làm trên mặt nước, trong những cánh rừng ngập mặn. Nhìn chung tổ được làm một cách đại khái từ các cành cây nhỏ, thoạt nhìn khá giống với tổ cò và cách mặt nước từ 2 đến 8 mét. Hoạt xin làm tổ cùng với bầy đàn. Chim mẹ sẽ đẻ 2 hoặc 3 quả trứng màu nâu trắng kèm theo các đốm màu nâu đỏ.
Loại chim này được gọi là frogmouth vì nó có miệng rất rộng và ăn côn trùng nhỏ, động vật và ếch nhái. Cú mũi mỏ quặp Sri Lanka là một loài chim trong họ Podargida. Chúng được tìm thấy ở Tây Gis của miền Nam Ấn Độ và Sri Lanka. Chúng là loài săn mồi về đêm được tìm thấy trong các sinh cảnh rừng. Cú mũi có bộ lông giống như lá khô, lúc đậu yên một chỗ trông như một nhánh cây khô. Môi trường sống của nó là rừng nhiệt đới rậm rạp thường có bụi dày đặc ở dưới, nhưng đôi khi chúng được tìm thấy trong môi trường sống nhiều xáo trộn bao gồm các đồn điền. Sự hiện diện của chúng đôi khi bị người ta bỏ qua do chúng sinh hoạt về đêm và có bộ lông ngụy trang. Mùa sinh sản ở miền Nam Ấn Độ là tháng 1 đến tháng 4 và tháng 12 đến tháng 3 ở Sri Lanka. Tổ được xây bằng một tấm rêu nhỏ lót và bao phủ bên ngoài bằng địa y và vỏ cây. Mỗi tổ có một quả trứng màu trắng, dường như chim bố ấp trứng vào ban ngày. Loài chim này có thể được tìm thấy ở những khu vực rất hạn chế ở Tây Colombia và Ecuador. Đạt kích thước ấn tượng khoảng 50cm khiến nó trở thành con mồi dễ dàng cho thợ săn. Con đực có một cái bao cổ họng dài 35cm khác thường, được bao phủ bởi những chiếc lông giống như vảy. Trong thời kỳ giao phối, chiếc bao được bơm căng để thu hút con cái bằng tiếng kêu trầm giống như tiếng gầm gừ và be be. Chúng cũng được các chuyên gia bảo tồn coi là loài sẽ nguy cấp.